Hi, xin chào các bác. Em sẽ view cho bác một cái bộ điều hòa với cái giá là 10 cái công suất là 12.000 BTU. Inverter thiết bị điện 2 chiều, full tính năng. Con này lưng niêng rộng rãi các bác nhá. Full tính năng, lưng niêng rộng rãi với giá chỉ có 5.8 triệu. Máy 12 mà full đồ luôn các bác nhá. Full đồ điều khiển giá treo cùng đổi nguồn với giá chỉ có 5.8 triệu thôi. Đấy, máy 12.000. Công nghệ rất cao đây này, nhìn như cái phi thuyền này. Mà giá cả thì rất là hợp lý, chỉ có giá 5.8 triệu thôi. Các bác đã sở hữu con Inverter tính điện 2 chiều, full tính năng, lưng nia rộng rãi. Đây các bác nhá. Đây. Đó. Công suất của nó là 880W. Mà lạnh nặng 12,5 cân, rất là nặng. Các bác. Nóng đây. Nóng nặng 34 cân. Đấy, 34 cân. Các bác 28GX đây. Đồng điếc rất là đỏ đây. Dàn thì còn khá là đẹp. Dàn ok luôn. Với cái bộ máy 12.000 thì chạy được phòng khoảng 15m2 đổ về. Các bác đã sở hữu một điều hòa rất là rẻ rồi, 5.8 triệu thôi. Đấy, 2 chiều, máy 12. Phòng rất hợp lý cho cái căn phòng của người Việt Nam mình. Đấy, 15m2 đổ về thì rất là nhiều căn phòng có thể sử dụng được các bác nhá. Đấy, các bác là cần inbox cho em cái số điện thoại Zalo là 097 848 1143 các bác nhá. Đấy, ok các bác, cảm ơn các bác.